như sự kiện đã xảy ra thời noe thế nào, thì trong ngày con người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày noe vào tàu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người. Lại cũng như đã xảy ra thời ông lót, người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất. Nhưng ngày ông lót ra khỏi thành SODOMA, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người cũng sẽ xảy như thế trong ngày con người xuất hiện trong ngày đó ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà thì chớ xuống lấy đi và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về các con hãy nhớ trường hợp vợ ông lót ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó thầy bảo các con trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường thì một người bị đem đi và người kia sẽ được để lại hai phụ nữ say cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại. Xác ở đâu thì diều hầu tiệu lại đó,